Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay lên có một xe đạp địa hình Sava SV550, một cái dòng model mà được rất nhiều các bác tại thị trường Việt Nam cực kỳ là ưa chuộng. Thì nó là một chiếc xe đạp mà mang cái giá thành rất là rẻ và đã được một chiếc xe khung carbon các bác nhé. Và nó là một cái thương hiệu đến từ Đức. Thì những cái dòng carbon của Đức thì từ xưa nay rồi rất là bền và cực kỳ là chắc chắn. Thì hôm nay em về chiếc Sava SV550, lại về một chiếc để cho các bác xem. Đấy, thì chiếc xe này mang bộ cấu hình Shimano Asiza các bác nhé. Shimano Asiza 9 tầng lip và 3 tầng đĩa, khung toàn bộ là được lên từ sợi carbon và là một thương hiệu Sava rất là nổi tiếng và cực kỳ lớn của Đức. Đấy, toàn bộ dây thì được chạy hết âm sườn, dây chạy âm sườn các bác nhé. Vành bánh là 26 inch, nguyên zin nguyên bản hết các bác nhé. Toàn bộ là nguyên zin nguyên bản hết. Sơn chi thì cũng còn cực kỳ là đẹp. Thì chiếc xe này đang được bán em mức giá chỉ còn là 8,5 triệu các bác nhé. Một cái mức giá nó rất là rẻ rồi để cho các bác có thể tiếp cận và sử dụng hay là trải nghiệm khung carbon. Hôm nay về tông màu đen đỏ đây, các bác nhìn rất là thể thao và cực kỳ đẹp. Thì có thể các bác nhìn từ đầu video có thể nhìn thấy cái đựng yên này nó rất là lạ đúng không? Thì cái yên này nó là dòng dual pad các bác nhé, nó là một cái yên nó có hai bên yên để đỡ cái phần mông. Cho các bác mà mới chơi xe không quen ấy thì nó sẽ rất là đau mông, hay là các bác di chuyển một cái quãng đường nó quá dài thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là bị tê. Thì cái yên này nó khắc phục cái điều đấy, khắc phục cái tê mông khi mà các bác di chuyển một quãng đường nó dài, đi rất là êm mông các bác nhé. Đi cái dòng yên này nó rất là tốt và người Nhật người ta dùng rất nhiều cái dòng yên này. Đấy, và đến phần ghi đông thì đây củ phốt ghi đông hay cồn bát các thứ là nguyên zin nguyên bản hết 100%, vẫn được sử dụng bộ tay bấm là Shimano Asiza hai bên và cụm phanh dầu của Shimano các bác nhé. Thì giảm sóc của chiếc xe là dầu thủy lực các bác nhé, nó là cũng là nguyên zin theo xe luôn, nguyên zin theo xe luôn. Và máy ơ cũng là zin theo xe Sava này. Sử dụng quả lốp của CST các bác nhé, đây là quả lốp 26 inch và bản lốp là 1.95. Em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 43 cm, từ khóa yên tới tâm củ phốt là 55 cm. Thì chiếc xe này có cái xay ngang nó cũng khá là dài, thì nó sẽ phù hợp các bác đi từ khoảng 1m63 đến 1m73 đi là phù hợp. Bộ chuyển động Shimano Asiza với 9 lip và 3 đĩa. Nó sẽ có 27 cái độ thân nhau. Trong cái tầm giá thì có là 8,5 triệu này để khung carbon và một cái bộ chuyển động Asiza này thì em nghĩ là cũng rất là ngon rồi. Bác lựa chọn chiếc xe này cũng vì cái điều đấy, khung carbon và cái cấu hình này nó cũng gọi là tầm trung trong cái dòng thể thao rồi.
Và giá bán của chiếc xe bên em đang bán là 8 triệu rưỡi bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.